Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất chinsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hành live từ 4 giờ đến 5 giờ thứ hai đến thứ sáu trên channel 18.11 miền Nam California, Galaxy 19 Uno IPTV, YouTube và SET app. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 56.5, 18.11 Galaxy 19 Uno IPTV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật nhiều hoa tặng trong ngày hôm nay. Và xin chào người đẹp Hương Giang. Xin chào Thanh Thúy. Và Hương Giang cũng kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, đầu tuần một tuần mới tràn đầy năng lượng và càng ngày càng vui hơn với chương trình Tìm lại Tuổi Xuân và tìm lại sức khỏe của mình. Quý vị thấy là khuôn mặt của chị Hương Giang xinh đi không ạ? À? Em thấy là mỗi ngày chị có một cái màu sắc khác nhau quý vị. Nhờ uống sâm với thảo dược cho Thanh Thúy. Chị quên là bạn tay trang điểm của Thanh Thúy rồi. Đúng rồi, có một phần rất là quan trọng đó là Thanh Thúy trang điểm và cũng kết hợp là uống sâm thì đúng mới rồi. Giữ được cái tuổi xuân của mình đúng không Thanh Thúy? Đúng rồi, vì có nhiều khán giả chị biết không, bữa giờ cứ hỏi em là Thanh Thúy sử dụng má hồng nào, màu son nào, màu mắt nào. Nếu quý vị nào muốn biết Thanh Thúy sử dụng màu nào, quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy qua số cell phone của Thanh Thúy. Thanh Thúy sẽ hướng dẫn quý vị tận tình với làn da của quý vị như thế này, quý vị sử dụng màu gì để quý vị có một cái làn da thật là trẻ trung và xinh xắn nè quý vị nha. Và ngoài ra, để mà chúng ta có một cái làn da đẹp thì chắc chắn là mình phải có một cái sức khỏe thật là tốt. Lần trước thì Thanh Thúy có hứa quý vị là làm sao để quý vị có một cái giấc ngủ ngon và ngủ một giấc từ tối tới sáng luôn. Nếu mà ai có bị mất ngủ thì Thanh Thúy sẽ chia sẻ cho quý vị những cái kinh nghiệm mà Thanh Thúy đã đấu tranh. Bữa giờ Thanh Thúy đấu tranh mấy ngày, là 5 ngày rồi quý vị ơi. Bữa giờ là trong thời gian vừa qua đó là một cái Thanh Thúy có nói quý vị là nhìn Thanh Thúy như vậy, nói về sức khỏe trẻ trung như vậy, có nhiều năng lượng như thế, nhưng mà chưa chắc gì quý vị lại là yếu hơn Thanh Thúy hoặc là Thanh Thúy lại khỏe hơn quý vị. Mình có thể dặn cái volume nhỏ lại giùm cho em, cho Thanh Thúy khoảng chừng 5 phút đến 10 phút để mà chia sẻ cho quý vị về những cái sản phẩm cũng như những cái thông tin để cho quý vị khán giả của chúng ta có một cái sức khỏe là tốt. Tự vì những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức, những cái thông tin mà Thanh Thúy học được từ kinh nghiệm của cuộc sống hoặc là từ sách vở, từ những cái thông tin mà trên mạng, Thanh Thúy muốn chia sẻ cho quý vị. Nhìn em như vậy, chưa chắc gì Thanh Thúy lại khỏe hơn chị Hương Giang, thì Thanh Thúy trẻ hơn chị Hương Giang, mà chưa chắc gì Thanh Thúy lại khỏe hơn các bác ở đây nữa. Có thể là tuổi thọ Thanh Thúy lại ngắn hơn các bác là sao, ai mà biết được đúng không ạ?
Nhưng mà Thanh Thúy nói vị là Thanh Thúy đã đấu tranh với lại các bệnh tật rất là nhiều. Thanh Thúy bệnh rất là nhiều và Thanh Thúy không có nói dối với vị. Thanh Thúy thành thật chia sẻ với vị là Thanh Thúy bị bệnh mất ngủ, insomnia, ở tiếng Mỹ đó gọi là insomnia, là bệnh mất ngủ, gọi là rất là trầm trọng, mà gọi là bác sĩ Thanh Thúy đi bác sĩ nè, đi bác sĩ Tây y nè, đi về chiropractor nè, đi về acupuncture nè, đi về bác sĩ Hàn Quốc, đi về bác sĩ Trung Hoa, bác sĩ Mỹ, đi bác sĩ Việt Nam, hỏi bác sĩ đã nổi tiếng là Thanh Thúy đi nhất. Từ vì điều thì Thanh Thúy sợ mất ngủ, vì mất ngủ và Thanh Thúy không sợ là Thanh Thúy bị bệnh gì, mà Thanh Thúy sợ là Thanh Thúy già thôi. Già với lại là bị điên. Đó là điều mà Thanh Thúy sợ nhất, nên là hỏi bao nhiêu tiền Thanh Thúy chi ra hết quý vị. Một lần là Thanh Thúy một ngày quý vị, Thanh Thúy chi là 200-300 đô mỗi ngày để đi gặp bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ là nghe, chỉ cần nghe bác sĩ nói thôi là làm cho mình vui liền à. Thì bác sĩ nói bệnh của cô dễ ẹt, chữa dễ lắm. Là điều đó Thanh Thúy mừng, Thanh Thúy vui. Nhưng mà thật sự là không có được quý vị. Và điều thào Thanh Thúy đi gặp bác sĩ mấy tháng trời, cả năm, 2-3 năm trời. Cuối cùng Thanh Thúy cũng đã chữa chính bản thân mình được thôi. Nhưng mà phải nói điều thật là Thanh Thúy đang đấu tranh, chứ không phải hoàn toàn hết cái bệnh mất ngủ. Thanh Thúy đang đấu tranh nhưng mà nó giúp cho Thanh Thúy rất là nhiều. Thanh Thúy đang ở trong hoàn cảnh của các quý vị. Nếu quý vị nào bị mất ngủ thì Thanh Thúy cũng trong hoàn cảnh quý vị. Nhưng mà có điều là nhiều khán đến giả hỏi Thanh Thúy là con bị mất ngủ, con thiếu ngủ rất là nhiều, nhưng mà tại sao làn da con vẫn đẹp, và tại sao con vẫn nhìn trẻ khỏe, không có một cái dấu hiệu mệt mỏi nào trên khuôn mặt của con. Đó là mới là bí quyết quý vị. Đó là bí quyết mà Thanh Thúy muốn chia sẻ. Chị em nào mà đang bị mất ngủ, các bác nào mà mình mất ngủ hoặc có những cái căn bệnh trong người, thì đó là cái tinh thần quan trọng lắm. Cái niềm tin mà quý vị giao cho bản thân mình thôi, đó là niềm tin là quý vị sẽ vượt qua. Và quý vị coi nhẹ cái đó đi. Chuyện gì nó đã xảy ra, đã xảy ra rồi. Báo cô xin chào cô đã bị mang bệnh ung thư. Mình buồn, ngày hôm đó mình buồn, nói là em bị mất ngủ, ai cũng ngủ khò khò mỗi buổi đêm chị à. Em không có ngủ được, ra em thấy ba mẹ em ngủ ngáy khò khò, con em ngủ ngáy khò khò, ngay cả bạn của mình hay tất cả những người xung quanh mình ngủ ngáy khò khò, còn mình thì cứ trằn trọc băn khoăn, bù thức sáng đêm mà không ngủ được. Em cô đơn lắm chị. Đúng rồi, nhưng lúc đó mình lạc lõng, mình mệt mỏi nữa, mà thường thường đã mất ngủ thì mình hay nằm suy nghĩ miên man, lại càng lo lắng, nên là Thúy nói đúc kết đó là tinh thần phải lạc quan. Đúng lạc rồi. Lạc quan nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Dạ. Yeah. Cho nên chính vì vậy sao em muốn lựa cái chương trình này, em muốn chia sẻ với khán giả. Thì chị Thanh Thúy không muốn bán hàng, không bán hàng. Có nhiều bác nói là các bác bị bệnh mất ngủ rất là nhiều. Con cũng bệnh mất ngủ, nhưng mà bác ơi, tinh thần quan trọng lắm. Các bác cái coi bệnh mất ngủ là một cái vấn đề mà các bác phải giải quyết, và bác tin tưởng vào điều đó, cái tinh thần nha. Thứ nhất, đi bạc bác sĩ giùm cho con. Còn mình ngủ một cái giấc ngủ thật là trọn vẹn đi, là cái uống cái thuốc ngủ. Sau đó mình phải sử dụng những cái sản phẩm để bổ sung cái hệ miễn dịch sức đề kháng của mình, như là sâm, như là đông trùng hạ thảo. Để làm chi? Để cho quý vị có một cái sức khỏe đề kháng thật là mạnh vào dùm cho Thanh Thúy. Quý vị phải nghĩ một điều là quý vị phải ngủ, phải khỏe. Nếu mà mất ngủ một đêm từ sáng không ngủ một giấc nào, ngày mai phải ngủ. Ngày mai phải ngủ thì làm gì? Uống cái thuốc ngủ mà bác sĩ đưa cho quý vị. Nhưng mà uống khoảng chừng một tuần lễ là quý vị phải giảm đi từ từ. Đầu tiên là 10mg chẳng hạn, thì sau đó là 5mg. Nếu vị có thể là bác sĩ đưa quý vị một viên, quý vị cắt làm nửa phần Thanh Thúy, sau đó là cắt 1/4 dùm cho Thanh Thúy. Nhưng mà không uống đều, không uống hoài hoài nó sẽ bị nghiện thuốc. Quý vị giúp Thanh Thúy là sử dụng những cái dược thảo, nghe nhiều thông tin làm sao sử dụng những cái sản phẩm gì để giúp cho quý vị ngủ được bằng tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên thì nó sẽ có kết quả lâu hơn, đúng không ạ? Chỉ có những cái hóa chất, thuốc tây đó giúp quý vị nhanh. Nhưng mà quý vị cũng cần kết hợp vào Đông y và Tây y luôn. Để làm sao quý vị có một giấc ngủ cho đã trước đi đã, cho quý vị khỏe. Rồi quý vị sử dụng dược thảo dùm cho Thanh Thúy, sử dụng như là nhân sâm nè, hoặc là đông trùng hạ thảo, để cho quý vị có một cái sức khỏe, cái hệ miễn dịch tốt. Một đêm chị không ngủ chị sẽ bị sao? Rồi ơi, một đêm không ngủ là mất sức lắm, giống như người ta bảo dài dăm dặm thầm dài thăm thẳm đấy, người ta hay nói vậy. Nhưng mà sáng thức dậy chị thấy sao? Đâu ẻ hoài mất ngủ, và em biết sao không? Cái mắt của mình sẽ bị rất là thâm quầng, đúng quầng sâu, chỉ cần một tuần thôi là giống như tuổi mình đã xuống mấy tuổi luôn. Đúng rồi. Đó. Thành ra khi mà ngủ là giấc ngủ quan trọng, người ta bảo ăn được ngủ được là tiên mà. Nghỉ một ngủ một giấc mà chị không ngủ rồi, chị tính em 2 năm trời em không ngủ.
không ngủ mà liên tục đến hôm nay là cần có 4 năm quý vị, nhưng mà không ngủ được, mà cứ là như vậy nó bị lực lực vậy, nhưng mà Thanh Thúy vẫn tươi tỉnh và giờ Thanh Thúy đang ngủ được rồi. Bữa giờ đấu tranh rất là nhiều quý vị, và Thanh Thúy đã kiên trì và làm được. Thanh Thúy đang, quý vị đang đấu tranh, quý vị mình đấu tranh mình phải ngủ được là mà ngủ được, nhưng mà Thanh Thúy đã ngủ được, không cần thuốc. Thanh Thúy đã bỏ thuốc tây hoàn toàn rồi, chị phải chúc mừng em. Quá mừng luôn. Bỏ thuốc tây hoàn toàn quý vị, nhưng mà cái là nó sẽ trở lại. Trở lại rồi nó tiếp tục, nó trở lại tiếp tục. Điều quan trọng là quý vị hãy giữ cho sức khỏe của mình. Cái điều mình mất ngủ làm gì để cho mình biết là mình phải tôn trọng cái giấc ngủ. Các quý vị khán giả, ai có một giấc ngủ ngon, hãy tôn trọng giấc ngủ của mình. Đừng có ngủ, mất ngủ là ngủ, không ngủ thì thôi. Đúng 11 giờ phải ngủ, là trễ nhất 11 giờ. Quý vị mà cố gắng, ok buồn ngủ quá, cố gắng kiềm chế, giữ nó, chống cự nó, thì sau này cái hệ sinh học của quý vị nó sẽ không biết. Hoặc là quý vị có những cái tinh thần bị tổn thương về tinh thần, để một ngày thôi, đừng để cho nó qua tháng này qua tháng nọ, nó sẽ nằm trong đầu quý vị rồi nó sẽ bị depressed, bị trầm cảm, rồi nó ảnh hưởng đến giấc ngủ quý vị nữa. Cho nên cố gắng ngủ thật tốt giùm cho Thanh Thúy, thì có giấc ngủ nó làm cho mình khỏe thôi. Thanh Thúy làm gì làm, cố gắng ngủ, làm mọi cách để mà ngủ được. Nhưng mà vào trong giấc ngủ, quý vị sợ nhất là cái giường đúng không ạ? Sợ nhất là mình sẽ thức, tối nay mình sẽ thức. Quý vị hãy nghĩ một điều dành cho Thanh Thúy là chuyện nhỏ như con thỏ, ngủ được hay không ngày hôm nay, không sao ngày mai ngủ. Cho nên cứ thoải mái, nhẹ nhàng dành cho Thanh Thúy. Quý vị càng nghĩ là hôm nay mình có ngủ được không thì nó sẽ không ngủ được. Cứ nắm ngủ vậy, ok, tối nay không ngủ được thì thôi, có sao đâu, ngày mai ngủ tiếp. Không được thì thôi, có sao đâu. Còn vấn đề mà sợ già hoặc là sợ có vấn đề, uống cái supplement nhân sâm dùm cho Thanh Thúy. Thì nhân sâm nó làm cho mình trẻ, nó giúp cho phục hồi sức đề kháng của mình, nó làm cho cơ thể của mình khỏe. Và khi sức khỏe của mình khỏe rồi, quý vị sẽ ngủ được. Khi mà quý vị nhớ nha, quý vị khỏe là ngủ được. Quý vị có bệnh trong người cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ quý vị. Hãy làm sao cho cứ các cơ quan trong cơ thể quý vị khỏe đã, trọn vẹn đã, rồi sau đó quý vị sẽ giúp ngủ ngon. Cho nên, và muốn có một sức khỏe tốt, muốn có một làn da đẹp thì đầu tiên phải có sức khỏe tốt thì làn da sẽ đẹp. Muốn trẻ trung giữ lại tuổi xuân phải có sức khỏe tốt, và tập thể dục, khi mà mình có sức khỏe tốt mình ngủ lại được rồi. Tập thể dục đều đặn, ăn uống đều đặn và ăn rau củ quả, ăn đầy đủ chất, không phải món gì mình thích là mình ăn cũng được, món nào mình thích mình ăn cũng được, nhưng hãy bổ sung mình những cái chất mà mình thiếu bằng cách là những cái sản phẩm, những cái supplement mà quý vị để mà quý vị có thể là sử dụng đều đặn, đúng không ạ? Mọi đấy mà chị có một cái làn da đẹp chị phải làm gì? Khi mà làn da đẹp thì nó nhiều yếu tố kết hợp lại, nhưng mà cái gì cũng nói qua nói lại cũng phải là sức khỏe. Khi mà sức khỏe mình khỏe rồi quý vị, mình khỏe rồi mình cơ người mình tinh thần thoải mái thì tự nhiên làn da mình cũng thấy thoải mái. Nhiều cô chú bảo tự nhiên da tôi sạm đen lại là do lúc đó đang bị stress, bị căng thẳng rồi mệt mỏi rồi nhiều yếu tố, hắc tố thay đổi làm cho da mình cũng bị xuống đi. Mà thứ hai là thảo dược thì thấy rất là quan trọng, nhiều cô bán chia sẻ, chính là em biết không, chị còn được cái tiện là như này, nhiều khi mình lên show nhưng mình cũng hay tiếp xúc khách hàng nhiều nên chị thấy các cô các chú các bác anh chị đây thay đổi hàng ngày luôn á. Có những cô anh chị mấy lần trước tháng trước mình gặp á, trời ơi da dẻ cũng rất là sạm, mấy sau này mình gặp lại mấy chị còn chỉ lại cho mình rất là hay. Mấy chị bảo ôi chị nhờ em mà trước em tư vấn về thảo dược là chị uống đều lắm em ơi, bây giờ cái làn da mà không, làn da đã đẹp mà khỏe đó chị. Quý vị, nhiều cô chú anh chị bác đến đây bảo tôi từ hồi tôi biết đến thảo dược tôi uống tôi khỏe lắm, ngày xưa tôi chỉ uống thuốc tây thôi. Mà khi thuốc tây thì quý vị ơi, Hương Giang không phản đối thuốc tây. Thuốc tây khi mà mình bệnh mình rất là cần thuốc tây, nhưng mà khi mà uống thuốc tây rồi mình cũng phải tăng cường uống thêm thảo dược xen đan xen với nó, để khi mà mình thấy khỏe mình đỡ rồi mình giảm dần thuốc tây quý vị. Tại thuốc tây thì chữa bệnh lúc đó nhưng mà nó lại có tác dụng phụ. Còn riêng về thảo dược thì nó đến từ từ quý vị, nhưng mà khi mà đã đến rồi nó thấm lâu và nó khỏe và đẹp lên, chứ lại không có bị cái tác dụng phụ lên, mình cũng không yên tâm mà dùng. Nên nhiều cô, bây giờ chị còn nhờ cô chú anh chị chỉ bảo nên chị bây giờ chăm uống hơn ngày xưa Thúy ơi. Ngày xưa cũng giống như Thanh Thúy cũng ỉ lại lắm quý vị, nghĩ mình trẻ thôi từ từ uống cũng không sao. Rồi và bây giờ thì bây giờ mình sẽ mở đường dây điện thoại và bắt đầu các cô chú nghĩ là bây giờ bắt đầu mình phải làm điều gì. Thứ nhất, các cô chú giúp mình con ngủ thật ngon nha, cố gắng chăm sóc sức khỏe mình thật khỏe thoải mái. Tốt nhất là cơ quan cho mình phải làm cho nó thật là khỏe. Quý vị quan tâm đến điều gì? Đó là thận, gan và phổi. Ba cái cơ thể đó, lọc thận nghĩa là mình gan phải khỏe, thận phải khỏe, phổi phải khỏe. Rồi mình có uống nước thật là nhiều, tập thể dục thật là nhiều. Và mình sẽ có hệ miễn dịch sức đề kháng thật là tốt. Thì đầu tiên mình Thanh Thúy muốn giới thiệu về đó là sâm, nhân sâm.
cũng như là đông trùng hạ thảo nano. Hai cái sản phẩm này là hai cái sản phẩm mà được khán giả rất là yêu mến. Hiện giờ Thanh Thúy xin nhắc lại những cái promotion đặc biệt của ngày hôm nay. Quý vị mua đông trùng hạ thảo nano của công ty US Nutrilab, mỗi ngày cần một viên thôi, sẽ tốt cho phổi, cho thận, cho gan của quý vị, rất là tốt quý vị. Cho nên là mỗi ngày một viên, quý vị sẽ thận mạnh và mà quý vị sẽ giảm đi tiểu đêm rất là nhiều và có một giấc ngủ thật là tốt. Hello, xin chào 714. Hello, xin chào. Hello. Dạ, con chào cô. Hello, cô muốn hỏi cô bị cao huyết áp. Dạ. Với lại cao mỡ đó, uống cái cao cốt xâm được không? Dạ được cô, cao cốt xâm nó giúp cho huyết áp của cô cân bằng lại. Nếu mà cao huyết áp của cô cao thì nó sẽ cân bằng lại cái huyết áp của cô nha. Dạ. Dạ. Cái đó bao nhiêu một loại? Một hũ cao cốt xâm là 260 đồng. Hôm nay tặng cho cô một cái hộp tỏi đen nha. Tỏi đen này nó cũng giúp cô giảm cholesterol rất là nhiều cô à. Tỏi hả? Dạ, tỏi một... thì cô không có dùng nên cô không biết gì hết. Dạ. Sao hôm trước cô nghe nói cho cái lò nướng gì đó. Dạ rồi, con tặng cho cô một cái lò chiên, lò nướng không có dầu mỡ, không cần dầu mỡ, rất là tốt cho vấn đề về cao mỡ, cao máu cô à. Dạ. Dạ. Anh cái lò đó nó có cái sách để chỉ dẫn không? Nó dạ có. Dạ có sách để chỉ dẫn cô rất là rõ. Cô sử dụng đi, cô đem về rồi nếu mà cô không có biết cách sử dụng, cô cứ gọi vào cái số điện thoại này thì các em trong nhân viên trong đây sẽ hướng dẫn cho cô nha. Nha cô. Dạ. Nha. Dạ. Vậy thôi cho cô cái lò cao cốt xanh đó đi. Dạ. Cái lò nướng đó. Rồi, cao cốt xanh cái lò nướng. Dạ. Với cô nghe nó có cho thêm cái sữa gì mà để mà qua mặt đó có không? À, bây giờ hôm nay tụi con không còn nữa, tụi con hết rồi cô à. Tụi con hết rồi, hết cái sữa rửa mặt đó rồi cô ơi, tụi con hết luôn rồi, không còn nữa. Nha cô. Con tặng cho cô bây giờ mình còn cái đông trùng hạ thảo nước, để cho con tặng cho cô một cái hộp đông trùng hạ thảo nước một set thì luôn nha. Với lại cái lò nướng ha. Dạ rồi, cái lò nướng, đúng rồi cô à. Rồi con cảm ơn cô. Cô ra cô lấy được không? Dạ được, ngày mai cô ra lấy cho con. Dạ được à. Hello, xin chào 604, Thanh Thúy xin nghe à. Thanh Thúy à, Thanh Thúy có hồng hay là gì đấy, ở đây không? Hồng hả cô? Dạ, bên con sẽ có người gọi lại cho cô được không? Thì cô cho, tại vì cô order rồi, bây giờ cô cho số cô là ngày mai mới đi nhà băng lấy được tiền. Dạ, bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Bao giờ gọi? Dạ, lát nữa bên con sẽ gọi lại, lát nữa sau một tiếng đồng hồ nha cô. Ok, cảm ơn con ha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Quý vị ơi, hôm nay Hương Giang và Thanh Thúy gửi đến cho quý vị những cái promotion đặc biệt. Nhiều quý vị cô bác hỏi vô lắm, bảo Hương Giang Thanh Thúy ơi lên là phải nói cho các cô chú biết promotion nào để cô chú cô bác còn biết mà gọi vô. Dạ, hôm nay là sâm Anytime quý vị ơi. Anytime là một hộp là 30 gói 125 đồng. Quý vị nào hôm nay mua 2 hộp Anytime cũng được tặng thêm một hộp, đó là tỏi đen. Tỏi đen mà rất nổi tiếng, coi như là quý sâm Thanh Thúy cầm lên cùng Hương Giang ha. Dạ, mua 2 Anytime là quý vị được tặng một cái tỏi đen. Mà tỏi đen này là quý vị biết ở đâu ạ? Là Lý Sơn của Việt Nam mình, là một cái vùng đất mà nổi tiếng. Chỉ có tỏi đen ở đó là coi như có tiếng mà rất là đặc biệt là quý vị. Khi mà tỏi đen á, Hương Giang và Thanh Thúy rất là yêu thích nó, là đặc biệt nó là dạng một chất kháng sinh cực mạnh để ngăn ngừa các cái mầm mống, các cái về cái ung thư hay là về các cái mà... và bao tử nữa. Xin chào 714. Dạ, vâng. Xin chào 714. Thanh Thúy xin nghe ha. Dạ. Tôi muốn mua cái mà cái sâm gì mà sâm lá gì đó. Dạ, 4 hộp sâm lá thì cô được tặng biết cái hũ tỏi đen. Còn nếu không cô mua 2 được tặng 1 nha cô. Vậy ngày mai cô ra ha. Cô mua loại nào? Cô mua 4 hộp hay là cô mua 2? Sâm lá á. Cô mua 2 tặng 1 hay là mua 4 hộp? Cô mua 4 hộp hay mua 2 hộp cô ơi? Rồi để mai cô ra rồi cô mua. Rồi cô mua 2 hộp hay cô mua 4 hộp à? Cô ơi, cô mua 2 hay 4? 2 đi. 2 xăm lá tôi tặng 1 nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Rồi. Dạ thưa quý vị đang gọi Thanh Thúy rất là nhiều. Quý vị hãy tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại đang hiện trên màn hình. Đó là 1888 680 6689.
Và Chủ nhật vừa qua, cuối tuần vừa qua đó là ngày lễ Phục sinh, là ngày lễ Easter mà những người đạo Công giáo, đó là một cái ngày lễ rất là đặc biệt. Thanh Thúy nhân tiện nay mình không có làm cái một cái ngày lễ đó, mình tự nhiên ngày hôm đó mình nghỉ. Thì Thanh Thúy cũng chúc quý vị có một cái mùa lễ Phục sinh thật là bình an và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa nha quý vị nha. Và hôm nay trở lại với chương trình vào đầu tuần mới, thì Thanh Thúy cũng kính chúc quý vị có một cái ngày đầu tuần thật gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng gặp nhiều thành công và sức khỏe tràn trề. Và nhớ là ăn ngon, ngủ ngon và cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình bằng những cái dược thảo mà cung cấp cho mình những cái sức đề kháng và hệ gọi là hệ miễn dịch thật là tốt, thật là cao để quý vị chống chọi với bệnh tật. Dù có bệnh tật trong cơ thể của mình, quý vị bất chấp đi, quý vị kệ nó đi. Bây giờ quý vị chỉ nghĩ đến tương lai và hiện tại mà thôi, cố gắng chống chọi nó. Còn lo rầu, buồn rầu cũng vậy, chẳng làm được điều gì, chỉ làm mang bệnh nhiều hơn. Nếu quý vị mắc căn bệnh gọi là gan, tiểu đường, cao huyết áp hoặc bệnh chốt là cái bệnh mà rất là nguy hại, quý vị hãy giữ thăng bằng, giữ lập trường là mình phải chăm sóc sức khỏe của mình từ ngày hôm nay. Đừng bao giờ nghĩ là đã trễ, không có gì là đã quá trễ cho quý vị hết đó. Tốt hơn quý vị chăm sóc từ bây giờ. Nếu mà bác sĩ nói là không có thuốc chữa trị thì mình cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình thôi, đúng không ạ? Mình sẽ sống thật là sao, thật có ý nghĩa, thật có lợi cho chính bản thân mình trong cái thời gian còn lại. Cho nên là bây giờ chỉ là chăm sóc và làm việc, trong nghĩa là ngày xưa giờ mình không có chăm sóc sức khỏe của mình tốt, cho bản thân mình tốt rồi, thì bây giờ cái thời gian này mình biết được cái mình có cái căn bệnh đó, thì bây giờ mình phải ưu đãi, mình phải bồi dưỡng, mình phải bồi gọi là mình bồi thường, mình phải bồi thường cho cơ thể của mình, đúng không ạ? Không phải vun bồi cho cơ thể, có nghĩa là mình bữa giờ mình chăm sóc mình một chút xíu, đúng rồi, mình đã không lơ là với cơ thể của mình rồi, bây giờ mình phải bồi bổ nó lại. Là mình bắt cách là mình phải chăm sóc sức khỏe của mình và chăm sóc bồi bổ nó bằng những cái dược thảo để cơ thể của mình khỏe hơn nữa. Thì hôm nay bữa giờ bà con mua sâm lát rất là nhiều quý vị, đó là 2 hộp sâm lát, quý vị được tặng 1 hộp sâm lát, còn 4 hộp quý vị được tặng một cái nồi chiên mà không cần dầu mỡ. Quý vị biết là bây giờ ai cũng sợ ăn dầu ăn mỡ nhiều, từ gì thứ nhất là khó tiêu, từ gì cái tiêu hóa của mình giờ không có tốt lắm, càng lớn tuổi thì hệ tiêu hóa của mình không tốt, cho nên mình cần những cái đồ ăn mà ít dầu mỡ đi, bằng cách là quý vị sử dụng cái nồi chiên. Nếu mà không có dầu mỡ thì là ngán, chán ăn, đúng không? Thường những cái món ăn mà có dầu có mỡ nó mới ngon, đúng không chị? Đúng rồi, thành thói quen. Nhưng mà cái thói quen đó bây giờ mà kéo dài thì cũng không tốt, đúng không Thanh Thúy? Đúng rồi. Thành ra bây giờ càng ngày công nghệ nó tiên tiến rồi, thiết kế ra cho mình những cái sản phẩm để mình bớt phải dùng dầu mỡ nhiều đó quý vị. Nhưng mà hôm nay Hương Giang và Thanh Thúy phải biết sao không? Chị em mình phải chia sẻ một cái món rất là quan trọng mà các cô chú một thời gian vừa rồi là công ty mình bị gián đoạn, nhiều cô chú anh chị gọi vô bảo chừng nào có thể đem vậy cô. Hương Giang và Thanh Thúy hồi đó cũng có hứa là khi nào có là chúng con lên báo liền. Thì hôm nay Hương Giang Thanh Thúy xin lên báo liền hả chị? Lên thông báo liền cho các cô chú biết. Trời ơi nhiều cô gọi vô lắm, em mới không gọi bốc phone hoài, cứ tỏi đen có chưa cô. Nên là hôm nay mình phải thông báo liền cho cô chú. Các cô quý vị biết liền, tỏi đen Lý Sơn đã về rồi quý vị ơi. Mà đặc biệt cái sản phẩm này thì đúng là tuyệt vời thật ấy. Chị rất là thích vì cái sản phẩm này em biết sao, nó là có cái axit, coi như nó có cái kháng sinh cực mạnh, axit amin mà kháng sinh tự nhiên đó quý vị. Nhiều khi kháng sinh là mình phải uống vô nó chữa bệnh, nhưng mà đây nó có tự nhiên trong thiên nhiên thì nó lại cực tốt luôn quý vị. Nó ngăn ngừa ung thư, nó ngăn chặn những khối u của mình, nó diệt những vi khuẩn gây bệnh, đúng còn gì bằng không. Rồi cái này rất là hiệu quả, quý vị nào mà bị cao máu, tiểu đường hay là bị những cái về vấn đề mà giống như cao mỡ đó, uống cái này cũng cực tốt luôn. Ăn cái này chứ phải uống, ăn này này mà ăn này rất là ngon nữa. Mà khi mà nói đến tỏi thì không đâu bằng Lý Sơn. Mà Việt Nam mình đã sản xuất ra được một cái này là coi như giống như là cái thuốc quý, giống như Hàn Quốc thì họ có nhân sâm, thì Việt Nam mình có cái tỏi Lý Sơn. Đúng rồi, thì nói là về tỏi thì Việt Nam là số 1 rồi. Quý vị biết cái tỏi Lý Sơn rồi, ở Quảng Ngãi là người ta trồng gọi là cái tỏi này gọi là tỏi cô đơn. Nó nghĩa là quý vị thấy là tỏi thường nó mọc thành chùm chùm vô tép chung với nhau. Riêng cái tỏi này nó bị đột biến. Thứ nhất là cái gì nó đột biến thì nó đặc biệt đó quý vị. Thì tất cả cái tỏi này nó chỉ mọc thành một cái chùm thôi, thay vì nó không thành tỏi mà thành một cái cục của nó thôi, một củ tỏi gọi tỏi cô đơn. Thì bao nhiêu tinh túy, tinh chất của cái củ tỏi nó dồn vào cái một cái tép tỏi đó mà thôi. Thay vì nó chia ra làm mấy tép, mười mấy tép phải không? Bây giờ nó dồn lại một cái tép đó. Cho nên tại sao nó có nhiều tinh túy trong đó? Và thường á, cái tỏi bình thường người ta mua là mấy trăm ngàn đồng một ký. Thì tỏi cô đơn bây giờ, hồi xưa cách đây mấy năm thì nó là 2 triệu đồng một ký. Bây giờ
lên đến 5 triệu một ký quý vị. Và bây giờ mỗi ngày Tết nó càng tăng, bây giờ tăng lên thì do thứ nhất là các nhà khoa học, các y khoa của thế giới đã công nhận cái kết quả tuyệt vời của tỏi cô đơn. Cho nên bây giờ Nhật Bản, đất nước nào cũng dồn vào cái tỏi Lý Sơn này, Quảng Ngãi này. Tại vì riêng cái tỏi Lý Sơn, Quảng Ngãi này họ mới trồng được cái tỏi này. Và công thức của họ như thế nào? Đó là một lớp của núi lửa cũng như một lớp cát dồn trộn lại với nhau. Và bao nhiêu thành phần của bao nhiêu thành phần, đó là công thức riêng của người Quảng Ngãi, họ không chia sẻ với ai hết, để mà họ có cái đặc sản riêng của người Việt Nam. Và ở bao nhiêu nước họ dồn lại đây, họ đến cái vùng đất này để họ mua được cái tỏi này. Và họ theo cái công nghệ Nhật Bản, thay vì mang cái tỏi này qua Nhật Bản hoặc mang cái tỏi này qua Hàn Quốc thì họ không làm như vậy. Họ đem cái công nghệ này họ bán lại chỗ đó, họ mang cái đó, họ làm tại đó để giảm giá thành, mà quý vị có được cái giá thành quá là rẻ ngày hôm nay là 150 đồng cho nửa ký tỏi. Và quý vị mua 2 được tặng 1. Và cái công hiệu, cái kết quả tuyệt vời của nó vào cái cơ thể con người đó là gì? Giảm cholesterol, giảm mỡ trong máu, giúp cái đường tiêu hóa của vị thật là tốt, còn về tim mạch của quý vị nữa. Mà ngoài ra, cái điều đặc biệt này mà người Việt Nam của mình hay bị, đặc biệt là chị em phụ nữ của mình hay bị, đó là lạnh tay, lạnh chân. Thì ăn tỏi nó giúp cho quý vị ấm người và không bị cái chứng bệnh lạnh tay, lạnh chân nữa. Và tại sao chứng bệnh lạnh tay, lạnh chân quý vị sợ điều đó? Quý vị đừng lơ là, nó là nguyên nhân hàng đầu làm cho vị đau nhức kinh khủng, làm cho bị khớp nữa. Cho nên nếu quý vị nào mà sờ vào hai bàn tay của mình và hai lòng bàn chân của mình lúc nào cũng lạnh, có nghĩa là cái cơ thể, cái sinh khí của quý vị không có tốt. Quý vị cần nạp vào những cái tỏi này để tăng cái lượng nhiệt trong cơ thể quý vị. Cái tỏi nó giúp cho vị âm dương điều hòa, nó làm cho cái cơ thể của quý vị tăng cái nhiệt lên, thì làm cho tay chân quý vị ấm. Và khi tay chân quý vị ấm, quý vị đỡ mắc bệnh vặt quý vị và đỡ đau nhức hơn rất là nhiều. Cho nên hôm nay cái tỏi mình đã có rồi, bao nhiêu khán giả đã sử dụng có kết quả tốt, hãy gọi cho Thanh Thúy và chị Hương Giang chia sẻ là đã sử dụng tốt như thế nào. Có nhiều cô chú cholesterol cao mà gọi là bác sĩ nói sau khi một vài tuần bầu gọi lại tái khám thì bác sĩ ngạc nhiên từ cái cholesterol của các cô chú bây giờ đã giảm đi rất là nhiều, không cần uống thuốc nữa. Đó là kết quả kỳ diệu, và các cô chú không sự cần để sử dụng thuốc men mà chỉ cần cái tự nhiên mà thôi, sử dụng tỏi đơn giản 100% là tỏi công nghệ Nhật Bản lên men nha các cô chú. Hôm nay mình mua 2 Sam Anytime mình được tặng nửa ký tỏi luôn. Được tặng free luôn. Quý vị nào mà không muốn mua tỏi thì hôm nay cũng được tặng free luôn quý vị. Mà Thanh Thúy biết vì sao không? Tỏi bình thường mình đã dùng hàng ngày, gia đình mình cũng luôn khuyến cáo là lên dùng tỏi để tốt cơ thể. Mà đặc biệt cái này lên men quý vị, khi mà nó lên men, nó ủ lên men, nó đủ cái độ men của nó thì rất là tốt cho cơ thể luôn. Thanh Thúy thấy nếu như sữa, nhưng bình thường mình có những người uống là bị đau bụng này kia, nhưng mà khi làm da ua thì lại rất là tốt cho men tiêu hóa. Chị biết tại thì, sao không? Đó, tại vì nó có cái chất mà lên men của nó đó em. Nhưng đó mà là... nói là mình để tỏi rồi mình nấu mình cho lên men vài ngày, nó cũng là tỏi lên men không được quý vị. Đúng 60 ngày nha quý vị, đúng 60 ngày lên men thì nó mới có đủ cái tinh chất của nó bằng cái men của nó. Tại sao quý vị sữa quý vị để ở ngoài đường, để ở ngoài mình không bỏ tủ lạnh nó lên men rồi bị uống vô có sức khỏe đau bụng thì tao thấu rượt đáng chịu. Đó. Cho nên nó có công nghệ của nó, 60 ngày lên men giùm cho Thanh Thúy. Và tỏi Lý Sơn với công nghệ Nhật Bản lên men đầy đủ hơn 60 ngày, nó sẽ giúp cho quý vị có một cái gọi là cái dược thảo để chữa bệnh cho mình, cái công nghệ lên men tuyệt vời của tỏi. Thì mình có 2 cái Sam Anytime này, mình được tặng một cái nửa ký tỏi Lý Sơn, dược độc quyền của SET. Hoặc quý vị ăn sam lát bữa giờ thấy ngon vô cùng, quý vị cũng được mua 2 sam lát được tặng 1 sam lát. Hoặc là quý vị mua 4 hộp sam lát thì quý vị được tặng nguyên nửa ký tỏi này luôn cho quý vị nha. Đây là sam lát nè quý vị. Ăn rất là ngon mà các cô chú khen rất là nhiều. Cứ ngồi nào mà cứ mỗi lần quý vị ở nhà buồn miệng, quý vị có thể là lấy một cái miếng sam lát ăn rất là dẻo và ngon, và thơm miệng nữa mà lại đỡ lạc miệng, uống thuốc hay gì đó vị, hay là lạc miệng quý vị cũng có thể ăn, cũng nhai rất là ngon à. Đã ngon mà còn khỏe người chứ không phải. Tại vì khi mà đã sâm này còn tẩm mật ong quý vị, và đã được sấy khô lên khi quý vị ăn nó rất là ngon, mà nó lại làm cho người mình nó rất là khỏe. Nhiều cô chú anh chị chia sẻ là tôi mua về bây giờ tôi đưa cho người nhà tôi, bây giờ ai cũng đòi mua cái loại này hết. Tại vì khi làm nhiều khi mình mệt mỏi mình cứ thể lấy 1-2 lát ra
giờ mình ăn. Thì trong ngày hôm đó mình làm việc mình tỉnh táo và mình không còn thấy mệt mỏi nữa. Đó là đặc biệt ngày hôm nay Hương Giang Thanh Thúy xin đọc những bộ motion đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị nào yêu thích sản phẩm nào thì mau mau gọi vô để Hương Giang Thanh Thúy giữ được cái bộ motion đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là sâm Anytime 125 đồng. Một hộp quý vị mua 2 hộp là 250. Quý vị cũng được tặng thêm một hộp tỏi Lý Sơn trị giá 150 đồng nữa quý vị ơi. Còn quý vị nào mà yêu thích sản phẩm sâm lát thì cũng 60 đồng hộp quý vị. Mà quý vị mua 4 hộp thì hôm nay cũng được tặng thêm một hộp tỏi Lý Sơn. Đó, bộ sơn rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Dạ, đó trời ơi, nhìn tất cả đặc biệt đều là từ thiên nhiên nhé vị. Nhân sâm, nguyên bột củ sâm họ cắt lát ra tặng với mật ong, ăn ngon và dẻo vô cùng. Đây là tỏi cô đơn, mọc của một tép của nó, nằm im có một chỗ, nó sống có một mình nó. Nó vậy vậy nó gọi là tỏi cô đơn. Cho nên á là quý vị ăn nó hoàn toàn nó từ thiên nhiên, không có hóa chất gì trong đây hết á. Đây là tỏi cô đơn được lên men 60 ngày có công nghệ Nhật Bản, cho giúp cho việc nhiều sức khỏe về tiêu hóa cũng như giảm cholesterol, rất là các anh là cần lắm luôn á. Mà ăn ngon đó vị, dẻo và ngon vô cùng, ăn là ghiền ạ. Không phải các anh mà các chị mà các quý vị tuổi tỏi cô đơn này quý vị ơi, trung tuổi hay lớn tuổi uống ăn uống đều được hết quý vị. Tại vì nó đã ngăn ngừa các cái tế bào cái mầm mống ung thư đó quý vị, và ngăn ngừa hết các cái khối u nữa, nhiều khối u mà người ta bảo ăn tỏi đen này một thời gian nó cũng tiêu trừ. Tại vì là cái tỏi đen là trong nó có một cái chất mà gọi người ta gọi là cái chất kháng sinh cực mạnh quý vị. Kháng sinh thiên nhiên nữa thì không có gì bằng. Bình thường mình bị bệnh mình phải uống kháng sinh vào thì rất hại người. Nhưng mà đặc biệt trong tỏi đen nó quý ở cái điểm đó là nó có kháng sinh tự nhiên cực mạnh để nó diệt trừ những cái mầm mống mà gây bệnh cho mình. Thành ra hôm nay đặc biệt quý vị đã hôm nay nó còn được lên men theo công nghệ của Nhật Bản. Quý vị nào hôm nay muốn mua tỏi đen cũng có bộ sân đặc biệt, đó là 150 đồng. Mua 2 được tặng 1. Dạ. Và quý vị mà yêu thích sản phẩm của cao cốt sâm thì 260 đồng một hộp, quý vị hôm nay cũng được tặng tỏi đen luôn quý vị ơi. Đó là một cái chương trình bộ sân đặc biệt của ngày hôm nay. Quý vị mà yêu thích sản phẩm nào thì gọi nhanh vô để Hương Giang Thanh Thúy giữ được những cái bộ mô sân đó. Nhiều cô chú anh chị chia sẻ vui lắm, Thanh Thúy bảo trời ơi tôi gọi mà tôi cứ mãi coi mấy cô mấy chị anh chị mấy cô mấy cậu lên nói chuyện vui quá, chúng tôi không kịp gọi vô, đến khi gọi vô thì hết giờ rồi. Thì quý vị khi nào quý vị yêu thích nào thì cứ gọi liền để Hương Giang và Thanh Thúy tranh thủ bốc phone của quý vị những cái bộ motion đặc biệt đó. Là quý vị mà yêu thích cái đông trùng hạ thảo vàng nữa đó, theo công nghệ nano đó, ai mà mất ngủ tiểu đêm thì cái sản phẩm này rất là đặc biệt cho quý vị. Đó là theo công nghệ nano, quý vị chỉ cần uống một viên thôi. Mà khi mà cái công nghệ nano quý vị thì cũng bị uống thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh và hiệu quả thấy liền luôn chứ không phải chờ lâu nữa. Rồi mà đặc biệt ngày hôm nay 200 đồng một hộp được tặng cái gì Thanh Thúy chia sẻ cho quý vị liền nên nhiều quý vị đang mong chờ cái bộ sân này hôm nay. Đây là đông trùng hạ thảo nano, có thể là các cô chú ai cũng biết về cái tác dụng của nó, nó giúp là hệ miễn dịch, sức đề kháng, bổ cho phổi, cho thận, cho gan và giảm tiểu đêm, tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Nếu các cô chú nào bị tiểu đêm nhiều có thể uống cái sản phẩm này đi tiểu đêm 5-6 lần ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, thì uống cái đông trùng hạ thảo này mỗi ngày một viên giùm cho con, nó sẽ giúp cho các cô chú là ngủ một giấc từ tối tới sáng mà không có đi tiểu đêm nữa, và bổ cho thận rất tốt, khỏe mạnh cho thận của mình và cho gan của mình nữa. Cho nên mỗi ngày một viên giùm cho con thôi nha. Mình được tặng một lối dầu hoặc mình được một cái chai nghệ. Nếu quý vị không thích hai cái sản phẩm đó, quý vị có thể đổi thành một nửa ký tỏi đen luôn nha. Quý vị có thể đổi nửa ký tỏi đen giùm cho Thanh Thúy luôn. Nửa ký tỏi đen, một là quý vị lấy hộp dầu hoặc là nghệ, hai là quý vị được lấy đổi nguyên nửa ký tỏi đen giùm cho Thanh Thúy. Và 10 món quà đầu tiên quý vị có thể được lấy nguyên một cái hộp đông trùng hạ thảo nước cho quý vị, hoặc quý vị có thể order ngày hôm nay mình còn khoảng chừng là 30 hộp đông trùng hạ thảo nước. Order cho Thanh Thúy mua một được tặng một, 25 đồng đông trùng hạ thảo nước cho quý vị nha. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 1888 680 6689. Quý vị ơi, quý vị phải mau mau gọi vô thì Hương Giang và Thanh Thúy mới giữ được cái bộ mô sân đặc biệt của ngày hôm nay. Nhiều quý vị bảo ô hôm trước tôi coi được cái chương trình đó, nhưng mà khi mà qua chương trình rồi thì quý vị ơi, Hương Giang và Thanh Thúy không thể giữ được, tại bộ mô sân nó thay đổi mỗi ngày đó quý vị. Hương Giang xin nhắc lại sản phẩm ngày hôm nay, và thêm một cái sản phẩm mà quý vị cũng rất là yêu thích mà hôm nay Hương Giang Thanh Thúy chưa kịp nhắc tới, đó là cao cốt linh chi quý vị.
sản phẩm này cũng rất là tuyệt vời đó quý vị. Quý vị uống thôi, mỗi ngày chỉ cần một muỗng hoặc hai muỗng, một ngày hai lần, mỗi lần một muỗng chút xíu của trong cái hũ này thôi quý vị. Thì nguyên ngày hôm đó quý vị giúp cho lọc gan, lọc thận của quý vị, là thanh lọc cơ thể của mình, là mình ăn ngon, ngủ ngon, và thứ hai là cơ thể mình sẽ khỏe. Gan của bệnh gan, các những người mà người ta hay nói là bị hay nóng mụn nhọt đó quý vị, thì quý vị uống sản phẩm này nó cũng sẽ rất là bớt đi rất là nhiều đấy ạ. Hello, xin chào 323, Thanh Thúy xin nghe à. Hello, xin chào 323. Có phải Thanh Thúy không? Dạ, con là Thanh Thúy đây à. Dạ, tôi muốn hỏi cái đông trùng hạ thảo nano là bao nhiêu tiền một lọ? Dạ, đông trùng hạ thảo nano đó là 200 đồng một hũ nha chú ơi. Yeah. Thế thì có bao nhiêu viên? Dạ là 90 viên đó à. 90 viên à? Dạ. Dạ chú muốn lấy quà nào? Thứ nhất chú có thể đổi lấy 30 viên, lấy quà 30 viên nữa và một chai nghệ. Hai là chú lấy một hộp dầu. Alo, với dạ, lại một chai nghệ. Ba là chú được lấy một cái hũ tỏi luôn nha, 1 ký luôn nha chú. Đây nửa ký nha chú. Hũ tỏi nửa ký. Dạ. Thế thì ngày mai tôi xuống lấy vậy. Dạ lấy đông trùng hạ thảo nha. Rồi con ghi cho chú nha. Dạ lấy cái đông trùng hạ thảo nano á. Dạ rồi con đưa cho chú cái tỏi, hay là chú muốn lấy là dầu hoặc là 30 viên. Chú muốn lấy cái nào? Dầu gì á? Dầu con tê giác nano à, dầu tê giác nano chứ à. Dầu gì cái dầu chị nói lại dầu gió hiệu con tê giác nano chứ ha. Thế thì lấy cái dầu tê giác nano đó. Dạ hộp dầu tê giác, với lại cho chú chai nghệ nha. Hả? Cho chú chai nghệ nữa, nghệ organic luôn chưa à? Dạ. Được. Rồi. Mai tôi xuống lấy. Dạ. Như thế là ở chỗ ở trong khu Lục Đỉnh Ký Tập 1, sát bên bánh cuốn Tây Hồ đó chứ. Nếu mà chị lấy dầu mới nghệ thì Tây Hồ. Ok. Dạ. Rồi. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Ok, bye bye. Hello, xin chào 630, Thanh Thúy xin nghe à. Hello. Hỏi cái sâm nước đó cô, nó có sâm sâm gì vậy cô? Dạ, sâm anytime phải không chị? Nghệ là chị hay là tỏi? Sâm anytime hay sâm nước á? Dạ, sâm anytime hay là sâm nước loãng chị? Cái hộp lớn đó chị. Rồi sâm nước loãng thì cũng mua 2 từ tặng 1 chị ơi. Hoặc là chị mua 2 cái sâm đó, chị được tặng nguyên cái nồi nha, nồi chiên. Và không có dầu mỡ. 2 cái hộp sâm đó chị được tặng nguyên cái dầu, nguyên cái nồi không cần dầu mỡ. Hoặc chị được lấy nửa ký tỏi, chị muốn lấy cái nào à? Ông bữa nay không có 1 tặng 1 hả? Dạ không, không có 1 tặng 1 cái đó chị à. Dạ. Dạ, lâu lâu nó mới có cái chị, bây giờ tụi em không có cái promotion đó, lâu lâu mới có cái đó. Dạ vâng. Dạ. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị, hôm nay chị mua vì cái nồi luôn á chị. Ủa hai không lấy nồi, lấy không lấy nồi. Chị lấy nửa ký tỏi không? Dạ tùy mỗi ngày nó thay đổi theo ngày chứ. Nửa ký tỏi Lý Sơn rất là ngon chị, mà rất là bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe của mình lắm đó chị ơi. Ông muốn lấy mua hai tặng hai cái hộp sâm nước đi, với cho kẹo sâm thì không có lấy tỏi được không? Dạ không, nghĩa là chị muốn lấy 2 tặng 1 được chị. Mua 2 cái sâm nước thì được tặng 1 hộp sâm nước và cho chị thêm 1 cái hộp kẹo sâm. Được không? Thay vì bây giờ mua 2 tặng 1 rồi cho cái hộp tỏi, mà giờ không lấy tỏi thì lấy sâm nước được không? Dạ không, không có mua 2 tặng 1 và tặng hộp tỏi đâu chị. Mua 2 được tặng cái hộp tỏi chứ không có được tặng 1 nữa. Dạ. Vậy hả? Dạ, đúng rồi chị. Mua 2 cái hộp sâm nước được tặng hộp tỏi. Nha chị. Dạ. Chị lấy phần đó luôn không? Từ tỏi rất là cần, chị thử sử dụng đi, rất là thích. Cái giá trị cái hộp tỏi của tụi em là mất 150 lận đó chị. Em biết rồi, nhưng mà tại vì con nhỏ em nó không có muốn tỏi, nó muốn sâm, để hỏi lại nó đi, rồi có gì đó hả thì gọi lại nha. Dạ được chị nha. Rồi em cảm ơn chị. Chị quý vị hôm nay quý vị mua 2 cái sâm nước cũng 125 đồng một set lớn như vậy nè, thì mua 2 cũng được tặng được cái tỏi, hoặc là được tặng nguyên cái nồi, mà nồi chiên không cần dầu mỡ. Hoặc quý vị mua 2 cái hộp sâm anytime thì quý vị cũng được tặng nguyên cái nồi,
Hello, xin chào 818, Thanh Thúy xin nghe ha. Thanh Thúy nghe không em? Dạ, con, Thanh Thúy đang nghe nè chị ơi. Thanh Thúy ơi. Dạ, em đang nghe nè chị. Dạ, em muốn, chị muốn hỏi em là cái gì đó, cái tỏi lý sang đó, dạ. Ở trong cái keo đó. Bao nhiêu một chân một hũ vậy? Dạ, một cái tỏi như vậy đó chị là 150 chị ơi. 150 dạ. Dạ đúng rồi, nửa ký 150, mua 2 được tặng 1 nha chị. À vậy hả? Dạ. Rồi. À cái đó nửa ký đó em. Dạ đúng rồi chị, nửa ký á chị ạ. À em mua cái gì được tặng nửa ký đó em? Chị có thể là mua đông trùng hạ thảo nano, mua sâm anytime hoặc là mua cao cúc sâm chị ạ. À mua cây đông trùng hạ thảo mà 200 đồng mới được tặng. Đúng rồi, đúng rồi chị, dạ. Với lại chị khi mà chị chia sẻ thì cũng được tặng. Ok. Dạ. Yeah. Ok, à, để, à, cái 200 đồng là đông trùng hạ thảo đó em? Dạ đúng rồi chị, dạ. 200 đồng đông trùng hạ thảo không? Đúng rồi chị, dạ, đúng rồi à. À. Ok. Dạ, để em lấy cái đó cho chị nha. Cái đông trùng hạ thảo đó đi em. Dạ được chị ơi, dạ. Dạ, dạ một, cho rồi also cho chị mua 100 đồng, 100 đồng. 100 đồng gì chị? Là 100 đồng đông trùng hạ thảo nước. Rồi 100 đồng hạt đông trùng hạ thảo nước, có nghĩa là chị mua 4 được tặng 4 nha. 4 phần đông trùng. Dạ đúng rồi ạ. Là 8 thùng. Dạ 8 thùng chị. 8 hộp nha. Dạ 8 hộp đó chị. Đúng rồi chị. 8 hộp đông trùng hạ thảo nước đúng rồi chị ơi. Là 8 thùng theo em. Dạ đúng rồi. Ok. À cuối tuần tới chị mới xuống được nha em. Dạ được chị, rồi chị. Dạ cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị dạ. Nhiều. Dạ em có thể em cho qua chị số điện thoại của em rồi chừng nào chị có rảnh thì cho em được không? Dạ được chị, số điện thoại của em là 408-60. Chị ghi số em. Dạ rồi, chị ghi đi ạ. 408-604. 904-9999. Dạ, 4 số 9 là Lucky đó chị. Vàng 4 số 9. Dạ, 408 408 và 804 chị. 408 604 604 Em với anh Giang đẹp quá. Dạ, cảm ơn chị. Em chào chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Hello, xin chào 813, Thanh Thúy xin nghe. Chị cho em hỏi thăm chút đi chị. Dạ em ngày không biết gọi cái số nào thì em muốn mua cái áo jacket mà màu vàng có mấy cái sọc đỏ đó, chị biết chỗ nào không? Chị giùm em cái. áo jacket màu đỏ có sọc vàng. Chị coi ở đâu hả chị? Thì em coi trên mạng em thấy chị nhưng mà em không biết ở đâu chị, mà chị. em cái số điện thoại em gọi thử nãy giờ cái quầy không biết gọi ở đâu á. À chị. Kìa chị coi trên Facebook của em đúng không? Em không có coi trên Facebook mà em coi trong FB Home Shopping trên Facebook điện thoại em gọi thôi. Rồi rồi, em không biết chị ơi, em không biết cái đó. Em không có biết chị à, em sorry chị nha. Dạ không có gì, chị có biết cái số điện thoại nào để mình gọi mình biết cái số điện thoại của SBTN không chị? Không biết chị ơi, em không biết à, em không có rảnh cái đó, em chỉ biết bên SCT thôi. Bán xong đông trùng hạ thảo sâm dạ. Hoặc là về sức khỏe thì Hương ra mà Thanh Thúy biết. Ok chị. Dạ cảm ơn chị nha. Chào chị. Một lần nữa quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689 với những cái promotion đặc biệt bây giờ cho mời chị Hương Giang. Dạ, Hương Giang mà Thanh Thúy phải nhắc lại một lượt đó, nhiều quý vị nhiều khi bảo ô tôi coi các cô nói nhanh quá tôi chưa kịp nghe gì hết. Hương Giang và Thanh Thúy xin nhắc lại một promotion đặc biệt của ngày hôm nay. Quý vị mà mua sâm anytime 125 đồng một hộp quý vị ơi, đặc biệt ngày hôm nay quý vị mua 2 hộp 250, quý vị được tặng luôn một hộp tỏi Lý Sơn trị giá 150 đồng luôn. Còn quý vị nào mà bảo tôi chưa biết, tôi chưa dùng tới tỏi Lý Sơn thì tôi muốn nồi chiên thì ngày hôm nay cũng đặc biệt giữ cho quý vị một cái nồi chiên không cần dùng dầu nữa quý vị. Nhưng mà quý vị phải gọi vô số điện thoại 1888-680-6689 thì Hương Giang và Thanh Thúy mới giữ được bộ sân đặc biệt của ngày hôm nay. Và quý vị nếu quý vị mua cao cốt sâm 260 đồng
cũng ngày hôm nay cũng được tặng luôn một hộp tỏi luôn quý vị, hộp tỏi Lý Sơn 150 đồng ấy quý vị. Và nếu quý vị không lấy được tỏi thì quý vị cũng có thể được lấy lồi chiên. Ngày hôm nay sản phẩm nào quý vị cũng được hai quyền lựa chọn. Và sâm lát mà quý vị thằng ngày rất là yêu thích mà Hương Giang Thanh Thúy ngày nào cũng lên nói là sâm lát quý vị. 60 đồng một hộp quý vị. Quý vị mà mua hai hộp này thì là 120, nhưng quý vị mua 4 hộp này quý vị cũng được tặng luôn một hộp tỏi luôn quý vị. 4 hộp quý vị cũng được tặng một hộp tỏi. Và quý vị không lấy tỏi thì quý vị cũng lấy được một cái nồi chiên, dù không cần dùng dầu mỡ quý vị. Nồi chiên này rất là tiện lợi, quý vị không cần phải dùng dầu mỡ thì mình cũng muốn chiên khoai, chiên cá, chiên gì không cần dùng dầu quý vị, mà nó vẫn giòn, vẫn ngon như là mình phải dùng dầu vậy quý vị. Thì có gì bằng hơn đúng không quý vị? Nếu mà mình dùng dầu mỡ nhiều quá thì nó lại đưa đến nhiều cái yếu tố tiếp theo, lại cao mỡ, cao máu. Thành ra quý vị hôm nay có bổ sung đặc biệt, quý vị phải gọi vô để Hương Giang Thanh Thúy giữ được cho quý vị. Và quý vị nào còn muốn mua đông trùng hạ thảo vàng, ngày hôm nay cũng bổ sung đặc biệt, trước giờ cũng chưa bao giờ có nữa. Đó là một chai đông trùng hạ thảo nano 200 đồng. Ngày hôm nay quý vị cũng được tặng luôn một hộp tỏi Lý Sơn trị giá 150 đồng luôn. Một bổ sung quá là tuyệt vời đúng không quý vị? Dạ. Và quý vị, quý vị thì quý vị cũng biết là Thanh Thúy rất là muốn là quý vị có một cái sức khỏe thật là tốt. Thì Thanh Thúy có nhắc là cho quý vị rất là nhiều lần, đặc biệt là chị Hương Giang cũng biết là đa số khán giả của mình là các bác lớn tuổi. Thì điều đầu tiên mà các bác muốn có một cái sức khỏe tốt thì các bác phải ngủ thật là đủ giấc, ngủ ngon nha các bác. Và uống nước nhiều giùm cho con, cố gắng uống nước nhiều. Và mình cố gắng diet, nghĩa là mình ăn bớt những cái thức ăn mà nó có hại cho sức khỏe của mình. Tại vì bây giờ cái hệ tiêu hóa, cái gan của mình, những cái bộ phận trong cơ thể của mình nó không có khỏe như còn trẻ. Nó lọc đi những cái chất bẩn như là hồi còn trẻ được. Cho nên là các bác phải cẩn thận thật là nhiều về những cái thức ăn. Chẳng hạn như là bớt ăn mắm nêm giùm con, bớt ăn mặn giùm con, bớt ăn muối và bớt ăn dầu mỡ dùng cho con. Thì giờ thấy có rất là nhiều những cái sản phẩm, những cái thiết bị nồi niêu xoong chảo mà nó làm giảm đi những cái dầu mỡ của mình rất là nhiều, như là cái nồi Salad Master. Những cái nồi đó thì quá đắt tiền, đi đến 2-3 ngàn đồng một cái. Nhưng mà cái nồi này thì các cô chú, nghĩa là mình không bỏ những cái món ăn như là những cái món như cá chiên, hay là những cái món đó các cô chú rất là thích đúng không ạ? Thịt chiên, thịt sườn nướng, tất cả những cái món đó nó đỏ từ đã nằm trong đầu của mình là xưa giờ mình ăn nó mới ngon cái miệng. Thì vì khi con coi biết là người lớn tuổi cũng giảm đi cái ngon miệng ở người lớn tuổi rất là nhiều, nên các cô chú càng khó ăn hơn nữa. Nên là mình cần có cái nồi này, các cô chú có thể mang cái nồi này chiên thịt, chiên cá, chiên khoai, làm steak, làm món gì cũng không cần dầu mỡ cả. Và điều quan trọng là uống nước nhiều giùm cho con, và uống nước bao nhiêu là nhiều. Mình khoảng gần 4-5 ly vậy đó. Và khi uống nước nhiều, nó detox tất cả những cái chất độc hại trong cơ thể các cô chú. Và làm sao, sản phẩm nào tốt cho gan các cô chú nhiều. Từ bây giờ các cô chú cần gan tốt lắm để đi lọc đi những cái chất thải trong cơ thể của mình. Thì khi mà gan tốt thì mình giảm được những cái cơ thể của mình đỡ về cái vấn đề mà bị gan nè. Hoặc là mình ăn những cái chất độc hại nó không có, nó vào trong cơ thể của mình. Các cô chú mà bị nổi mề đay hoặc là bị nổi những cái triệu chứng, nổi mục gì trong triệu chứng, hoặc là bị đau nhức, bị này bị nọ, hoặc là bị sạm da, chị em phụ nữ mình bị sạm da, bị nám da, cũng có thể là do gan của mình làm việc không tốt. Thì những cái sản phẩm mà tốt về gan mà các quý vị, chị em phụ nữ của mình cũng như tất cả quý vị và cả các anh cũng vậy, cũng nên chú ý. Chẳng hạn như là nấm cao cốt, nấm linh chi rất là tốt cho gan, làm cho mát gan, tăng cường chức năng của gan. Không những thế nó còn ngủ ngon cho mình nữa, giúp mình ngủ ngon và ngủ sâu. Hoặc các cô chú có thể là về nhà nấu cái nước artiso á, nấu thật là nhiều cho con uống cái nước artiso này, nó cũng giúp cho gan cũng rất là nhiều. Mình kết hợp vào cái này, tại vì cái này nó có chức năng mạnh hơn, mình có thể là lọc gan của mình rất là tốt, làm cái tăng cường chức năng gan của mình. Thì hôm nay mình mua cao cốt sâm, một hũ cao cốt sâm cũng tặng cho cô chú một cái cao cốt nấm linh chi luôn. Một hũ cao cốt sâm cũng được tặng một cái cao cốt nấm linh chi. Và mua đông trùng hạ thảo nano tốt cho thận, cho phổi, cho gan lắm. Thì mua một cái đông trùng hạ thảo tặng cho một cái hũ tỏi cho các cô chú luôn. Và các cô chú nào, bây giờ chị sờ vào tay em đi.
ấm rồi, không còn lạnh như ngày xưa lạnh đúng. Như vậy. Tay chị lạnh quá. Chị nha, chị phải ấm ăn tỏi nhiều đó. Tỏi nhiều để ấm người, tay của Thanh Thúy dạo này rất là ấm hơn quý vị. Ngày xưa rất là lạnh mà sờ do bây giờ rất là ấm. Bây khi giờ bà tay chị chân chị lạnh chị sẽ vấn đề khó ngủ nữa. Quý vị bà tay chân lạnh sẽ khó ngủ. Thanh Thúy chị cho quý vị là trước khi đi ngủ quý vị xoa cái dầu và hai là bàn tay đắp vào mắt lại giùm cho Thanh Thúy nha. Đắp vào mắt, xoa như vậy, đắp vào mắt nhưng mà không có dầu, chưa khoan có dầu nha. Xoa vào tay như vậy cho nó nóng bàn tay xong đắp vào mắt. Rồi sau đó quý vị bỏ dầu lên, xoa bàn tay vào vô hai cái cổ mình như vậy. Rồi xoa vào hai cái lòng bàn chân, xoa mạnh vào hai cái lòng bàn chân cho nó ấm cái lòng bàn chân của mình. Sau đó quý vị mang vớ vô, đắp mình, ngủ thật là ấm. Và những cái gì suy nghĩ về ngày hôm qua, hôm kia, hôm nay, ô chồng của mình làm điều gì xấu cho mình hay con của mình đã nói gì mình, hoặc là bác sĩ có nói gì về sức khỏe của mình, bỏ qua đi, dẹp nó đi, bỏ nó, nghĩ là ok, chuyện nhỏ. Rồi quý vị ngủ một giấc. Và nếu quý vị khó ngủ, quý vị nghĩ ok tối nay ngủ không được thì ngày mai ngủ nữa, vì mai mình sẽ cố gắng ngủ, thì quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon. Và khi có một giấc ngủ ngon thì quý vị có sức khỏe tốt, thì gì không cơ thể quý vị nó repress trở lại từ đầu và giúp cho quý vị có một làn da đẹp. Khi quý vị ngủ được thì da tay chân, hai cái da mặt của mình nó căng mịn lắm chị, nó tròn. Nó căng, nó không còn bị sạm, không đúng rồi, còn nhăn nheo nữa. Nếu chỉ cần mất ngủ một đêm thôi là cái hôm sau là cái mắt mình nó thấy quầng thâm liền. Đúng mấy rồi. Đêm là mọi người bảo ủa sao trông già thế. Thanh Thúy mất ngủ rất là nhiều nhưng mà Thanh Thúy biết cách làm sao để cho cái sắc diện của mình lúc nào cũng tươi trẻ. Trong cái mình là quý vị, Thanh Thúy chỉ quý vị cho là cố gắng chăm sóc cái làn da của mình, uống những cái dược thảo để cho mình có cái hệ miễn dịch. Mà từ gì quý vị không ngủ mà quý vị vẫn thấy khỏe là do hệ miễn dịch quý vị tốt. Thì quý vị nhưng mà cái là cũng phải tìm cách để ngủ. Nếu quý vị không ngủ được phải tìm thuốc tây, một cái thuốc tây uống cho ngủ cái đã, nhưng mà kết hợp giữa hai cái làm sao để giảm thuốc tây và tăng cái dược thảo cho mình. Đúng rồi, chú Thanh Thúy, nhiều khi mà bệnh mình đang cấp bách thì mình phải dùng thuốc tây, nhưng mà khi có thuốc tây rồi mình bắt đầu mình dùng thảo dược vô để khi mà bớt rồi thì mình giảm dần thuốc tây. Tại vì chị tiếp xúc nhiều cô chú lắm, nhiều cô chú anh chị bảo ngày trước tôi không biết đến thảo dược, tôi uống thuốc tây hoài, tôi mệt mỏi, người tôi lúc nào cũng mệt mỏi, tôi không muốn đi đâu, tôi không muốn làm gì. Nhưng từ khi tôi nghe các cô các chú hay nói trên đài, tôi nghe tôi cũng đầu tiên không tin đâu, uống thử thôi. Nhưng mà bây giờ thử thôi, cả nhà tôi cùng tin hết rồi. Tại vì khi uống rồi thì nó khỏe, và bắt đầu mình khỏe rồi thì mình giảm dần những viên thuốc tây đi quý vị. Tránh dần đi. Ví dụ quý vị mà đang cao máu, quý vị bây giờ ăn tỏi mà tỏi Lý Sơn này mà lại còn ủ lên men này quý vị, một thời gian sau quý vị giảm dần những cái viên mà thuốc cao máu hàng ngày phải đi bác sĩ đấy quý vị. Ví dụ quý vị đang dùng 2-3 viên, quý vị thấy bớt rồi quý vị giảm dần, dần dần chỉ có một viên, và khi khỏe rồi mình cứ duy trì về thảo dược quý vị. Cái này là dạng một dạng kháng sinh mà tự nhiên mà quý vị, thì không có cái gì bằng, đúng là tạo hóa cho mình những cái đồ thiên nhiên mà mình biết tận dụng nó thì rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay tỏi Lý Sơn đã trở về với cái chương trình thì Hương Giang nên Hương Giang hôm nay rất là tâm huyết chia sẻ đến quý vị. Để quý vị nào mà chưa kịp ấy thì cũng mau mau, đó là cái bộ sinh đặc biệt của ngày hôm nay. Chị Hương Giang có vẻ là yêu thích nhất là tỏi. Sản phẩm nào cũng tốt hết em, nhưng mà tại vì những sản phẩm kia thì một thời gian vừa rồi quý vị nghe nhiều, mà nhiều quý vị cứ hay gọi hỏi tỏi chừng nào về. Nhưng mà có thể cái giờ mình phát sóng cái giờ này là giờ cô chú đi làm chưa về. Chứ hôm giờ là rất nhiều quý vị gọi vô công ty hỏi là tỏi đã về chưa cô. Tại vì cái này rất là thiết thực mà nó cũng phổ biến. Mình có khoảng chừng 30 hộp xâm nước phải không em? Khoảng chừng 30 hộp đông trùng hạ thảo nước. Đông trùng hạ thảo nước. Khoảng chừng có 30 hộp đông trùng hạ thảo nước mà nãy giờ mình bán được khoảng chừng cũng như là 6-7-8 hộp rồi. Là tại vì nãy cô mua 8 hộp nữa cũng gần 10 hộp rồi, mình còn khoảng chừng 20 hộp. Cho nên nếu ngày hôm nay quý vị mua thì mua một được tặng một 25 đồng như vậy. Chỉ còn mấy hộp cuối cùng thôi. Ai mà uống sử dụng đông trùng hạ thảo nước mà thích thì cũng có thể gọi vào để mà order dùm cho Thanh Thúy. Uống ngon lắm vị ơi. Uống ngon mà lại khỏe nữa cho vị, nó cái hộp nó như vậy nè. Đó. Đẹp đó. Ngon thôi, không cần đẹp chị. Chỉ cần khỏe thôi à, khỏe và ngon. Quý vị nha, thì nói vị lấy một cái chai này ra, nó là cỡ này như vị. Quý vị uống. Đó, thì nó giúp cho quý vị về thận, về phổi, về gan luôn. Thì mua một được tặng một, cho nên là các cô chú nào mà đang tâm huyết với sản phẩm này thì từ đầu cô chú mua 85 đồng một set đúng không ạ? Thì hôm nay chỉ có 25 đồng mà chưa hết, mua một tặng một nữa. Còn 20 hộp cuối cùng thì ai mà thích cái sản phẩm này thì gọi luôn, tặng cho người thân, chia sẻ cho người thân. Nếu mà các cô chú thích thì coi như ra là có mười mấy đồng một hộp, một set thôi à. Mỗi ngày uống một chai dùm cho Thanh Thúy, giúp cho mình về những cái cơ thể về hệ miễn dịch sức đề kháng luôn. Và còn có vài phút cuối cùng, Thanh Thúy xin cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân trong thời gian vừa qua. Tại sao quý vị yêu mến chúng tôi trong thời gian vừa qua hơn 8 tháng trời rồi?
Tại vì chương trình của chúng tôi sản phẩm nào cũng có uy tín và chất lượng. Đa số quý vị khán giả đều yêu mến, đều thích cái sản phẩm này. Các cô chú nói là ăn tỏi đen bị cao mỡ, cao máu, cao cholesterol rất là nhiều. Mà khi đi gặp bác sĩ ngạc nhiên luôn, hỏi tại sao mà bây giờ cái cholesterol bây giờ nó giảm liền, mỡ trong máu cũng giảm đi rất là nhiều. Thì các cô chú nói là do tôi ăn tỏi, và các cô chú ngày nào cũng order cái sản phẩm này, ngày nào cũng gọi. Bây giờ có hàng lại rồi, các cô chú có thể lấy tỏi. Còn nếu quý vị nào mà biết là người thân mình đang bị cao mỡ hoặc là bị cholesterol, có thể cho bạn quý vị, người thân quý vị biết cái sản phẩm này giùm cho Thanh Thúy. Hello, xin chào 657. Hello, xin nghe. Hello. Dạ, con nghe cô ơi. Cho cô order cái đông trùng hạ thảo nước nha. Dạ, đông trùng hạ thảo nước được cô à. Cô mua mấy phần cô? À, cô mua 2 phần nha. 2 phần rồi, 2 phần là 4 chai, 4 hộp. Rồi cô, con cảm ơn cô nhiều à. Cô thích cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nước của con không? Hello. Quý vị ơi, tiếp tục gọi cho Thanh Thúy, còn vài phút cuối cùng có thể, nếu quý vị muốn order đông trùng hạ thảo nước thì nhân tiện này gọi luôn một lúc, còn một phút cuối cùng thôi. Và cái số điện thoại hiện trên màn hình đó là 1888-680-6689. Và Sâm cũng vậy, vì khán giả đã mê. Thúy ơi, con nói đúng lắm, cô uống Sâm anytime cô thấy khỏe lắm. Bình thường cô thấy mệt mỏi quá, bây giờ đó cô mệt cái là cô uống một gói Sâm anytime là người cô khỏe liền à. Con nói rất là đúng, và cô uống gần hết rồi, và cô order hoài liên tục luôn. Mà không những thế, có nhiều khán giả không có coi chương trình của Thanh Thúy mà nghe từ bạn bè thôi cũng gọi điện thoại cho Thanh Thúy nữa. Cho nên nếu quý vị nào mà trước đã sử dụng sản phẩm Sâm hoặc là đông trùng hạ thảo, hoặc là những cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị như sụn cá mập và hết trơn rồi, quý vị có thể gọi qua chương trình, thì chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi đã được rất là tín nhiệm từ cộng đồng, và 8 tháng qua chúng tôi đã khẳng định chương trình của chúng tôi à. Bây giờ thì hết giờ rồi. Hết giờ, uổng quá hả? Nhưng mà quý vị ơi, quý vị càng ngày càng sẽ càng yêu thích cái sản phẩm về chương trình Tuổi Tìm Lại Tuổi Xuân, vì khi mà càng uống thì cái tuổi xuân mình nó lại càng trẻ ra và càng khỏe ra, đúng không Thanh Thúy? Đúng rồi ạ. Và ngày dịp nay thì chúng tôi sẵn có những cái promotion đặc biệt, mong rằng quý vị cố gắng đón xem và theo dõi nha. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai. Hương Giang và Thanh Thúy kính chúc quý vị một tuần mới tràn đầy niềm vui và năng lượng, và càng ngày càng vui hơn với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng Sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Ngành nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn, như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.